À, chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video lần này. Lần này Ngọc xin mời các bạn vào bếp cùng Ngọc để làm món cháo thịt vịt nha các bạn. Món này rất là đơn giản dễ làm. À, chào các bạn, hôm nay Ngọc rất vui được gặp lại các bạn trong video lần này. Lần này Ngọc xin mời các bạn vào cùng với kênh ẩm thực Việt vào bếp làm món cháo vịt nha các bạn. Ở đây cháo vịt làm rất là đơn giản dễ làm. Bây giờ Ngọc xin giới thiệu sơ qua về cái phần nguyên liệu nha các bạn. Ở đây mình có khoảng nửa con vịt khoảng 600 g. Ở đây là bộ lòng của vịt, nửa chén gạo, gia vị nêm gồm có như là hành, hành tím, hành lá, tỏi, ớt. Còn phần gia vị truyền thống như là muối, tiêu, đường, bột ngọt, bột nêm thì Ngọc sẽ không giới thiệu ở đây. Khi các bạn nấu chín thì các bạn nêm vào thì lúc đó Ngọc sẽ giới thiệu cái lượng của nó nha các bạn. Và nguyên liệu chính của chúng ta chính là vịt. Thì đối với vịt các bạn mua về thì các bạn rửa sạch chè muối và lấy hết cái phần nội tạng vịt ở bên trong ra. Ở đây Ngọc đã làm sạch chè muối và chanh. Vịt nó đã trắng như thế này, còn ở đây là bộ lòng của vịt nè các bạn. Đối với các bạn ăn cháo vịt đó thì ngon nhất là bộ lòng của vịt ha, thì các bạn nhớ lựa bộ lòng tươi ngon. Ở đây là cái mề của vịt nè các bạn, mà Ngọc đã mua về và làm sạch rồi ha. Chè muối, chè chanh nó rất là sạch. Các bạn thấy có cái này là cái gì không ạ? À? Chắc có bạn biết, các bạn không biết ha. Đây các bạn nhìn đây, đây là cái tinh hoàn của vịt đấy các bạn. Cái này rất là khó tìm nha, đối với những con vịt trống mà vịt xuyên hay gì á thì các bạn mới tìm được cái tinh hoàn to như thế này. Cái này ăn rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Ở ở dưới quê á, các bạn nữ hay dùng dưỡng da thì họ thường hay lấy tinh hoàn của vịt này nè, họ đánh đều lên và thoa lên mặt thì nó tạo một cái lớp dầu rất là tốt, tuy nó hơi tanh nhưng mà nó rất là tốt cho cơ thể luôn á. Ở đây thì nấu cháo vịt đó thì các bạn có cái thích ăn lòng hay không thì mình có thể mua thêm ha, còn nếu không có cũng không sao. Và cháo vịt thì không thể thiếu vịt, thì bây giờ trước tiên mời các bạn vào bếp cùng Ngọc để chúng ta luộc vịt trước ha, sau đó thì chúng ta sẽ sơ chế các nguyên liệu còn lại nha các bạn. Chuẩn bị luộc vịt, chúng ta dùng một cái nồi lớn, khoảng ở đây chúng ta vào đây cho vào đây khoảng 3 lít nước nha các bạn. Sau đó các bạn bật bếp lên cho nước nó sôi nha. Và bây giờ chúng ta sẽ sơ chế các phần nguyên liệu còn lại nha các bạn. Ở đây gạo, đối với nấu cháo vịt á, thì các bạn có nhiều cách nấu khác nhau. Các bạn có thể là rang gạo hoặc là để gạo như thế này chúng ta vo sau chúng ta nấu cũng được ha. Tùy theo các bạn thích ăn độ nhừ hay độ nổ bung của gạo thì cũng được. Còn đối với hường, hành tím, tỏi ớt này, thì đối với hành lá là chúng ta dùng để chúng ta cho vào cháo sau khi nấu xong. Còn hành tím là chúng ta sẽ phi vàng lên để cho vào cháo cho thơm. Còn gừng, tỏi ớt này chúng ta sẽ làm nước mắm gừng. Video lần trước Ngọc đã chia sẻ với các bạn cách làm nước mắm gừng rồi, nên video lần này Ngọc sẽ không chia sẻ nữa nha các bạn. Các nguyên liệu nấu cháo vịt chúng ta đã chuẩn bị xong, bây giờ mời các bạn vào bếp cùng Ngọc luộc vịt và nấu cháo nha các bạn. Sẽ không cho vịt vào cái nước đang sôi, như vậy thì vịt nó sẽ da vịt nó sẽ bị nứt ra và nó không ngon nha các bạn. Một điểm lưu ý nấu cháo vịt này nha các bạn, là mình sẽ cho vịt vào khi nước vừa ấm ấm thôi nha, mình sẽ cho hết phần vịt vào, mình cho cả cái phần lòng của vịt vào đây luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ nấu sôi cái phần này nha các bạn. Đợi vịt nó chín thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hành phi nha các bạn. Các bạn cho vào đây khoảng 2 muỗng canh dầu ăn nha. Lúc nãy chúng ta sẽ sắt cho vào đây nha các bạn. Chúng ta sẽ phi vàng cái phần hành tím nè. Các bạn thấy không, hành tím lúc ta gần vàng rồi nè các bạn. Các bạn lưu ý là mình chuẩn bị tắt bếp nha, không nên để quá vàng do cái lượng dầu ở trong đây nó đã sôi rồi, nó nóng thì khi các bạn tắt bếp có lượng cái độ nóng trong dầu nó cũng sẽ làm hành của mình vàng nha các bạn. Nếu các bạn để thật là vàng mới tắt bếp thì dầu nó sẽ làm cho hành của chúng ta bị cháy khét ha, ăn bị đắng không ngon nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ vớt cái phần hành này ra, chúng ta để lát chúng ta sẽ cho vào cháo.
Các bạn nhìn thấy rau hành của chúng ta đây, rất là vàng nha các bạn, thơm quá. Nồi cháo của chúng ta đã sôi, bây giờ các bạn sẽ hớt bọt nha các bạn, để cho nước nước cháo nó bị trong nha các bạn. Và thời gian chúng ta luộc vịt cũng khoảng 30 phút nha các bạn. Các bạn lưu ý nếu các bạn mua vịt mà nhầm vịt trống hoặc là vịt nuôi lâu thì các bạn sẽ luộc lâu hơn nha. Chúng ta sẽ luộc vịt khi nào vịt gần chín chúng ta mới cho gạo vào nấu cháo nha các bạn. Cho khoảng 20 phút thì dịch của chúng ta đã gần chín tới. Bây giờ chúng ta sẽ vớt cái bộ lòng của dịch ra nha các bạn. Đây là cái bộ tinh hoàn của dịch đã chín đây nè các bạn. Mình sẽ vớt ra trước nha. Đây là ruột của dịch. Đây là mề dịch này các bạn. Sau khi chúng ta đã vớt ra hết các phần lòng của vịt rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho hết cái phần gạo vào nha các bạn. Và chúng ta tiếp tục nấu nhừ cùng với vịt nha. Sau khoảng 45 phút thì vịt chúng ta đã mềm và cháo của chúng ta đã chín rồi. Thì các bạn sẽ chuẩn bị vớt vịt ra nha. Cách mà để có biết vịt chúng ta chín mềm chưa, chúng ta dùng đũa chúng ta xăm vào đây. Chúng ta thấy vịt nó mềm và ở đây nó không còn chảy ra máu nữa, tức là vịt của chúng ta đã chín rồi nha các bạn. Còn nếu mà nó vẫn còn ra máu thì nó chưa có chín và các bạn phải làm thêm một lần nữa nha. Bây giờ vịt của chúng ta đã chín mềm rồi, bây giờ chúng ta sẽ vớt ra nha các bạn. Phần cháo của chúng ta bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ninh cho nhừ. Và bây giờ chúng ta sẽ cho vào đây 3 muỗng bột nêm, 3 muỗng bột ngọt, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê muối và nửa giá canh nước mắm này nha các bạn. Cái giá canh này các bạn dùng khoảng 2 muỗng canh nước mắm nha. Và nếu các bạn ở đây các bạn không ăn nước mắm thì các bạn có thể tăng thêm cái lượng muối và giảm lượng nước mắm nha các bạn. Tại vì ngọt muốn nêm nước mắm vô để cháo mình ngon hơn á. Và bây giờ chúng ta sẽ nêm gia vị và tắt bếp nha các bạn. Chúng ta sẽ cho hết phần hành vào đây. Cho một ít tiêu vào đây. Và bây giờ chúng ta sẽ tắt bếp nha các bạn. Cái phần vịt của chúng ta luộc xong, bây giờ chúng ta sẽ chặt và cho ra dĩa nha các bạn. Các bạn ơi, món cháo thịt vịt của chúng ta đã hoàn thành rồi đây. Các bạn nhìn xem có hấp dẫn không ạ? Nồi cháo trong xanh, ăn kèm với nó là một dĩa thịt vịt với hành phi. Cháo của chúng ta nở nhừ như thế này các bạn ơi, các bạn nhìn xem có hấp dẫn không ạ? Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức với Ngọc nha. Ăn kèm với nó không thể thiếu là một chén mắm gừng. Đây các bạn, mắm gừng của mình đây. Đây nồi cháo của chúng ta đây các bạn. Thơm lừng mùi hành phi nè, hành tím phi nè, hành lá nè. Rồi rau mùi nè, rồi tiêu nè. Húp một ít cháo nóng thì còn gì bằng hả các bạn, mà các bạn cùng thưởng thức với Ngọc nha. Cháo rất vừa ăn các bạn. Ăn kèm với nó là một ít ở đây nè các bạn. Đây là cái phần mề của vịt nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chấm vào chén mắm gừng này. Các bạn nhìn xem, chúng ta sẽ chấm vào đây.
ngon lắm ạ. Đây là phần thịt vịt ngọc đã luộc mềm, các bạn nhìn xem vịt của ngọc đây, nó rất là mềm nha các bạn, cái này ăn thì còn gì bằng. Chúng ta sẽ chấm một ít thịt vào đây, bạn nhìn xem có hấp dẫn không ạ. Ngon quá các bạn ơi. Và Hợp hy vọng rằng sau video này các bạn sẽ làm cho gia đình mình một món cháo vịt thật ngon, đậm đà, hấp dẫn nha các bạn. Và video của Ngọc đến đây là hết rồi. Kênh ẩm thực Việt của Ngọc rất mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ bằng cách bấm like, đăng ký, chia sẻ đường link bên dưới nha các bạn, để Ngọc có thêm nhiều động lực hơn để làm nhiều món ngon hơn nha các bạn. Và video của Ngọc đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau nha. Chào tạm biệt nha.